Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay thì mình lên một chiếc King Senko, một trong những chiếc khá là nổi bật. Đây là chiếc King Senko đời đầu. Có thể nói là chiếc này thì trong cái tình trạng nó gần như là xuất sắc. Chiếc này mình bán với giá là 12 triệu. Mình có thể zoom kỹ để anh em thấy cái bộ kim kiếm của nó rất là đẹp. Dòng này dòng liên dây, size nó 36, và anh em có thể đặc biệt thấy là cái size của nó khá là vừa, cũng như là cái form của nó rất là dễ đeo. Đối với dòng King Senko thì anh em biết rồi, thì đây là một trong những dòng nó khá là cơ bản, chạy song song cùng với lại KS và GS. Thì đây là King Senko, thì là những cái sản phẩm mà dành riêng cho Hoàng gia Nhật. Anh em có thể nhìn thấy cái khiên của nó khá là đẹp, và cái khiên anh em có thể nhìn thấy biểu tượng của vương miện, bởi vì riêng cái dòng King Senko này thì sản xuất cho Hoàng gia Nhật. Đây là chiếc vương miện thánh giá. Những chiếc khiên nó rất là đẹp, nó biểu tượng cho hoàng gia. Đối với cá nhân mình thì mình chưa bao giờ mình thích King Senko. Có lẽ là ở cái thời điểm trước đây mà khi mình chơi vào GS thì mình đã chơi khá là nhiều, và thực sự không thích KS và King Senko. Tuy nhiên thì sau một thời gian mà khan hàng về GS thì mình có quay lại mua một vài chiếc KS và King Senko, thì mình cũng để ý thấy rằng trong cái tầm giá của nó thì nó là dễ chơi hơn, và cái chất lượng của nó thì không hề kém cạnh so với các dòng khác. Những bộ máy huyền thoại mỏ cò như thế này thì bộ máy của nó hoạt động rất là trơn tru và hoàn chỉnh. Những chiếc như thế này thì anh em biết rồi, cái điểm đặc trưng của nó là cái bộ kim kiếm của nó rất là khác biệt so với lại những chiếc còn lại. Nếu mà so với một chiếc Grand kim kiếm thì trong cái tầm giá như thế này thì có lẽ nó chỉ bằng nửa thôi, và cái độ chính xác và độ hoàn thiện của nó không hề kém cạnh. Chiếc này bọc vàng 100 micron, vỏ còn khá là đẹp. Có một điểm là nhiều anh em sẽ không thích không lịch và lên dây. Tuy nhiên thì cái đỉnh cao của Senko thì nó là những chiếc lên dây, còn cái không lịch và có lịch thì tùy theo cái gu của mọi người. Tuy nhiên thì đối với những anh em chơi sâu về đồ thì có lẽ là lại thích chơi về không lịch nhiều hơn, nó đơn giản. Mỗi một tầng thì nó có một cái cách chơi riêng, gu chơi riêng. Thì nhiều anh em có cái gu chơi đầu tiên bao giờ cũng sẽ là một lịch, thì anh em có vẻ thích hơn. Nhưng khi mà chơi sâu thì anh em sẽ thích không lịch, cũng như Dupont vậy. Khi nào anh em mà mới chơi thì anh em thích còn hai lỗ còn nổ to, mà khi nào anh em mà chơi sâu thì anh em lại thích chơi một lỗ thôi. Nghe thì nó có vẻ rẻ tiền, nhưng mà thực sự là như thế. Càng chơi lên đỉnh cao thì cái sự đơn giản của người ta lại được đề cao hơn, và cái tinh tế nó lại ở trên một cái mức khác hơn là những cái mức mà cái cảm nhận ban đầu. Cái vỏ này thì anh em có thể nhìn thấy nó khá là cứng, các cái đường vát của nó đây, xung quanh nó vẫn còn rất là đẹp. Nhiều anh em chơi đồ thì sẽ kỹ những cái việc này khi anh em nhìn những cái thành phách như thế này, nó rất là đồ. Còn đối với những nhiều anh em mà khi mà đánh bóng cái chiếc như thế này lên thì nó sẽ bị mờ hết những cái điểm như thế này, và cái giá trị của đồng hồ nó sẽ bị xuống. Mình không... cái việc đánh bóng và không đánh bóng, việc spa đấy, thì cũng xin nói với anh em cái này nó là quan điểm. Những năm 2016 thì có thể nói đồng hồ thì mình nó là vua đánh bóng luôn, bởi vì thực ra là những cái tầm tiền ví dụ như là 3-4 triệu thời điểm đấy mình bán rất là nhiều, thì cái yếu tố mà người ta đặt lên đó là một yếu tố, đó là đẹp, đơn giản chỉ là đẹp thôi. Thì những chiếc đồng hồ đánh bóng thì được anh em rất là ưa chuộng. Bởi vì nó đẹp mà, đánh bóng lên nó đẹp, nó sáng, nó đẹp, nó hơn những cái chiếc đồng hồ khác. Cho thời điểm đó thì mình có bị chỉ trích khá là nhiều về cái sản phẩm là của mình là bạn spa quá nhiều. Bởi vì khi mà các bạn bán trong cùng tầm giá như thế thì các bạn lại không bán được đồng hồ, bởi vì các bạn, đồng hồ các bạn không spa bán nguyên bản thì nó không thể đẹp bằng được như thế. Nhưng mà có một cái mình cái này mình chia sẻ thì là trong mỗi một tầm khúc phân khúc bán hàng thì mình sẽ có một cái cách xử lý hàng nó khác nhau. Ví dụ như là anh em bán những cái mặt hàng ví dụ như khoảng 3-4 triệu thì cái tiêu chí người ta chỉ là đẹp thôi, chứ nó không phải là sưu tầm. Thì cái mà
người ta cực kỳ yêu thích, thì là những cái sản phẩm đẹp thì chắc chắn là anh em sẽ bán được hàng. Còn ví dụ như là lên những cái mặt hàng nó cao tiền như thế này, anh em bỏ ra nhiều tiền, anh em cũng có cái tích lũy, cũng có cái cốt lõi rồi, thì những mặt hàng đề cao tính nguyên bản nó sẽ được được lên cao. Chính vì vậy những chiếc mặt hàng mà cao tiền thì sẽ được xử lý ít hơn và phải chọn lọc hơn so với lại những cái mặt hàng khác. Còn vấn đề về đánh bóng spa hay là không spa thì nó theo cái quan điểm của mỗi người và người chơi. Nó người bán không thể định hình được cái tư duy của người chơi, mà người chơi họ tự quyết định cái gu chơi của mình. Cho nên là anh em chọn những cái sản phẩm nó phù hợp. Nhưng còn ví dụ như người bán thì người ta, nếu người ta tinh tế, người ta khôn ra thì người ta thường nắm bắt được cái nhu cầu, cái số đông của trong mỗi một cái tầm khách. Mỗi một cái tệp khách nó có một cái nhu cầu riêng và mình sẽ phục vụ cho khoảng 70-80% cái nhu cầu khách. Như thế là mình cũng là rất là thành công. Cho nên là trong mỗi một phân khúc khách, mỗi một tầm giá, em luôn ra đưa ra những cái phương án nó phù hợp trong cái tầm giá và cái làm đồ trong cái tầm giá như thế. Cho nên là những cái mặt hàng em bán khá là ổn. Khi mà mình nhìn vào một vấn đề ở các góc cạnh khác nhau, ở các tư duy, ở những con người khác nhau, thì chắc chắn là nó sẽ có cái nhìn nhận về xã hội cùng một vấn đề nó khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với người bán là trôi hài. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ. Một vài ngày nữa thì em cũng có một cái sản phẩm tương đồng như thế này. Nó đời 2. Đây là chiếc đời 1. Anh em nhìn cái logo rất là đẹp. Nó có một cái điều khiếm khuyết ở những chiếc Kinseco là cái điểm diềm của họ làm chất lượng chưa được cao. Nó thường bị rem nhẹ một chút như này. Tuy nhiên để tìm một chiếc mà nó còn rem nguyên thì thực sự rất là khó. Thời điểm này mà tìm được những chiếc nó còn cơ bản là đẹp như thế này nó cũng rất là khó rồi. Chiếc này em giá giao lưu là 12 triệu. Xin cảm ơn anh em.